Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43 đến câu 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Đức Giê-xu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Có người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa tới nay, các bậc thánh nhân, các nhà hiền triết, các nhà tiên tri, trí thức và thần bí trăn trở tìm kiếm để cho đau khổ một ý nghĩa. Hôm nay, Đức Giê-xu loan báo về cuộc đau khổ mà người phải chịu cũng là để mặc cho nó một ý nghĩa đích thực. Người muốn các môn đệ hãy đi theo con đường hy sinh, từ bỏ và đón nhận đau khổ vì tình yêu thì sẽ đạt được hạnh phúc đích thực. Hôm nay, Chúa Giê-xu nói cách nhấn mạnh, nghe cho kỹ lời người. Người cho biết về cuộc thương khó, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng làm sao các môn đệ có thể hiểu được điều này? Vì đối với các ông, một vị Thiên Chúa là phải quyền lực vinh quang. Làm sao có thể chấp nhận một Thiên Chúa chịu đau khổ và chịu chết? Vì vậy, điều Đức Giê-xu nói với các ông vẫn còn bí ẩn. Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng không thiếu những đau khổ, nào là chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai, lũ lụt, vân vân. Điều quan trọng, chúng ta đối diện với khổ đau trong thái độ nào? Nếu chúng ta sống trong sự tiêu cực, thì đau khổ sẽ vùi dập cuộc đời và làm ta thất vọng. Còn nếu chúng ta đón nhận nó trong lòng mến Chúa và yêu người, thì chúng ta sẽ thấy bình an giữa những gian nan thử thách. Vì chúng ta vẫn tâm niệm, qua thập giá mới tới vinh quang. Hôm nay, nhiều Kitô hữu giữ đạo chỉ mong cầu Chúa cho điều này điều kia, không gặp khốn khó gì. Nhiều Kitô hữu đòi Chúa phải trả công vì họ nghĩ mình đã hy sinh giúp của giúp công cho nhà Chúa, cho tha nhân rồi. Lạy Chúa, nguyện xin cho mỗi người chúng con luôn biết chiêm ngắm những đau khổ và cái chết cứu độ của Đức Giê-xu để có thể đón nhận mầu nhiệm những đau khổ của đời mình mà trung thành bước theo Chúa đến cùng. Amen.